Hello mọi người, mình là Mai đây. Thì hôm nay có một tin đáng buồn mà Mai muốn nói với các bạn, đó chính là khá là phần lớn là các tài khoản của các bạn bị có một số bạn á, bởi vì Mai nói một số bạn tức là ít nhất là 20 bạn đã bị trường hợp như thế này, đó là bị xóa tài khoản hoặc là bị ban vài ngày hoặc là mười mấy ngày. Bởi vì con số mà những người bạn mà Mai biết được thì cũng đã gần 10 người rồi. Thì việc mà những người bạn còn lại thì mình nghĩ là con số ít nhất là 20. Và con số này nó sẽ nhiều hơn, bởi vì có một số bạn là Mai không, kiểu như là không biết đến. Nhưng mà có thể là sáng nay các bạn vào tài khoản của mình và thấy những cái dòng như thế này. Thì cái dòng mà như trên hình á, thì cái do nó đưa ra đó chính là cái phần mà giao dịch không hợp pháp. Cái phần giao dịch không hợp pháp này được hiểu như là cái lúc mà các bạn up BC, TBC hoặc OBC giá rẻ ở những nơi mà kiểu như mình thấy rẻ rồi mình up lên á, là đó, mình xin thông báo với các bạn đó là những chỗ mà người ta up lậu. Cho nên là việc cái ạc của bạn sớm muộn bị mất thì cũng sẽ đến thôi. Như ngày hôm nay hình như Roblox nó đang càng quét về cái vấn đề này. Còn như cái hình mà đây thì bị ban 3 ngày vì lý do up hình không phù hợp. Có thể là do hình bạo lực máu me hoặc là hình cấm gì đó mà Roblox không cho phép, thì việc bị ban coi như là cảnh báo với các bạn lần sau là không nên tái phạm nữa, đại loại là vậy. Ban thì còn đỡ, xóa là mình nghĩ là cứu chữa là không còn đường nào nữa đâu. Bởi vì H3 Gamer là cái account ba là sao ấy, thì như các bạn đã biết là tài khoản của bạn ấy đã bị xóa rồi vì lý do là giao dịch. Về cái phần giao dịch đó chính là cái việc mà hồi đó lúc Palasao up BC lên. Thì hôm nay, lúc trước thì mình cũng đã nói với H3 rồi, và lần này cái ngày này cũng đã đến, đó chính là việc mà H3 bị mất ạc rồi. Cũng rất là tiếc với các bạn, một số bạn mà bị xóa và bị ban. Khi mà mất đi thì không thể nào mà lấy lại được. Trong danh sách brand của May thì có một số bạn, nếu các bạn để ý á, thì cái dòng mà offline online nó sẽ bị xóa đi mà chỉ còn cái tên á. Thì mình nghĩ là cái lý do mà như thế này là hình như là đa phần là bị xóa chứ không phải là bị ban thì còn cái chữ offline, nhưng mà bị xóa thì cái dòng offline và online nó sẽ xóa trắng luôn. Như các bạn thấy tài khoản của H3 đã như thế này. Trong list brand của May thì cũng có khá là nhiều, tầm khoảng 7-8 bạn gì đó, và May sẽ đưa một đại khái là đây là những người bạn mà cái tài khoản đã bị xóa hay gì rồi ấy. Và Nicky Nguyễn hình như là cũng bị trong tình trạng giống như H3 là bị xóa cái tài khoản rồi. Và thêm cái nữa là May muốn nhắc nhở với các bạn về cái phần mà hack trong game Roblox hoặc là giveaway Robux thì các bạn cũng nên cẩn thận vì điều này. Vì mình nghĩ là những cái hành động đó đương nhiên là Roblox không chấp nhận rồi, thì một ngày nào đó Roblox sẽ tăng cường về cái việc mà càng quét những tình trạng mà hacker như thế này. Và cũng là gần cuối video thì Mai cũng nên nói với các bạn một vài điều, đó chính là lưu ý về cái việc mà up t-shirt hoặc là up quần áo lên, up âm thanh hoặc là những bài hát lên. Các bạn coi những cái bài hát đó có phù hợp hay không, bởi vì nó cũng xem xét về cái độ hình ảnh và cái mức độ âm thanh nữa. Cho nên là điều này cũng khá là các bạn cần nên lưu ý về cái vấn đề này. Ok, thì cuối video rồi. May xin cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và mong mọi người ý thức hơn về cái việc này. Và May xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chào và tạm biệt mọi người. Bye bye.